Củ dền đỏ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho con người. Trước tiên, củ dền chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là betanin, một loại sắc tố tự nhiên tạo nên màu đỏ đặc trưng. Chất này không chỉ giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, mà còn có khả năng ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như ung thư. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng betanin trong củ dền còn có tác dụng chống viêm, giúp làm giảm sưng viêm, đặc biệt ở những người mắc bệnh viêm khớp hay các vấn đề tim mạch. Một trong những lợi ích nổi bật của củ dền đỏ là khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch. Nhờ chứa nhiều nitrat tự nhiên, củ dền giúp cơ thể sản sinh ra nitric oxit, một hợp chất có tác dụng giãn nở mạch máu, cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp. Điều này đặc biệt hữu ích đối với những người mắc chứng cao huyết áp hoặc có nguy cơ đột quỵ. Việc bổ sung củ dền vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, củ dền còn hỗ trợ cải thiện hiệu suất thể thao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ củ dền hoặc nước ép củ dền trước khi tập luyện có thể tăng cường sức bền và giúp các vận động viên duy trì sức mạnh lâu hơn. Nitrat trong củ dền giúp cơ bắp sử dụng oxy hiệu quả hơn, từ đó cải thiện khả năng chịu đựng trong các bài tập cường độ cao. Không chỉ dừng lại ở đó, củ dền còn giúp giảm mệt mỏi sau khi tập luyện và thúc đẩy quá trình phục hồi cơ thể nhanh chóng hơn. Củ dền đỏ cũng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường chức năng ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Đồng thời, việc tiêu thụ củ dền thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Đặc biệt với những người có chế độ ăn giàu chất béo, bổ sung củ dền có thể cân bằng lượng cholesterol trong cơ thể, nhờ đó bảo vệ gan và giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất, củ dền đỏ còn mang lại lợi ích tinh thần. Hàm lượng folate cao trong củ dền giúp hỗ trợ chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Folate cùng với khoáng chất quan trọng khác như sắt, kali và magie trong củ dền cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng điện giải, giúp hệ thần kinh hoạt động hiệu quả và làm giảm các triệu chứng căng thẳng, lo âu. Cuối cùng, củ dền đỏ còn có khả năng hỗ trợ chức năng gan. Chất betanin có trong củ dền giúp kích thích quá trình giải độc gan, loại bỏ các độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp bảo vệ gan mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể, đặc biệt là đối với những người có lối sống ít vận động hoặc chế độ ăn uống không lành mạnh. Tóm lại, củ dền đỏ là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều lợi ích sức khỏe, từ việc bảo vệ tim mạch, cải thiện hiệu suất thể thao, đến việc hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ chức năng não bộ. Với tất cả những tác dụng tích cực này, việc bổ sung củ dền vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đồng thời phòng ngừa được nhiều bệnh tật nguy hiểm.